Chào các bạn. Trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chương trình rất hay đang diễn ra trong thời gian từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 của năm 2019. Đấy là một cái chương trình thưởng cực sốc. Mời bạn có thể là kiếm thêm đến 16.000 đồng trên một lượt mời. Và rất là hay, đây là một cái chương trình vừa mới đưa ra của báo Hay 24 giờ. Đây chúng ta thấy ở trên màn hình, đây là thưởng sốc mời bạn kiếm 100.000 đồng. Tức là mời một bạn thưởng cao đến 16.000, thời gian từ ngày mùng 1 tháng 9 này đến ngày 31 tháng 10. Và chúng ta chú ý là khi mà cài đặt cái ứng dụng này xong thì chúng ta phải nhập cái mã ở đây là ICR7T thì chúng ta mới được cái ưu đãi như thế này. Và nếu chúng ta không nhập cái mã này thì chúng ta cũng không có cái ưu đãi này. Đấy. Và để làm được cái điều này thì chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền trong cái khoảng thời gian như thế này bằng cái việc là chúng ta chỉ việc là tải ứng dụng này về cài đặt và sau đó là lấy cái ứng dụng này đi chia sẻ cho người khác. Khi một người khác cài ứng dụng này thì chúng ta sẽ được từ 10.000 cho đến 16.000 trên một người. Và cái số tiền này cao đến mức 16.000 như thế này chỉ dành trong cái khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 10, tức là đến hết tháng 10. Còn sau cái thời kỳ này thì nó lại quay về cái mức ban đầu là 2.000, 3.000 khi mà mời được một người. Thì như vậy là chúng ta tranh thủ trong cái khoảng thời gian này để chúng ta mời người để kiếm thêm thu nhập từ cái ứng dụng này. Và cái việc mời người này, cái người được mời cũng không mất cái đồng tiền nào cả, người ta chỉ tải cái ứng dụng này về và sử dụng, nhập cái mã giới thiệu của chúng ta vào là chúng ta để có được từ 10 đến 16.000 trên một người thôi. Rất là đơn giản, không mất một cái chi phí nào cả. Mọi cái việc mà tải về là đều hoàn toàn miễn phí mọi người nhé. Đấy, rất là hay, rất là đơn giản. Thì chúng ta thấy ở đây. Đấy. Mời một bạn thì được 10.000. Mời 2 đến 3 bạn được 11.000 trên một người. Thì mời từ 4 đến 20 bạn thì được 20.000, được 12.000 trên một người. Rồi mời từ 21 đến 150 bạn thì được 14.000 trên một người. Rồi mời từ cao hơn nữa là 151 đến 350 bạn thì được 16.000 trên một bạn trên một người. Đấy. Và được thì chúng ta có thể quy sang vấn đề là chúng ta sẽ đổi quà từ cái vấn đề mà chúng ta rút được cái tiền này. Thế thì làm sao để mời bạn thì chúng ta xem ở đây bấm các nút phía dưới để chia sẻ link tải với bạn bè. Bạn bè tải ứng dụng đăng nhập đọc báo bạn nhận được thưởng thì ở dưới đây, đây là chúng ta có thể khi mà chúng ta đăng ký thành công rồi chúng ta vào đây chúng ta copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ. Thì khi mà mọi người tải cái ứng dụng này qua cái link của bạn thì bạn sẽ được từ 10 đến 16.000 trên một người. Đấy, rất là đơn giản như thế đây. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta copy cái link này. Đấy, copy link. Rồi, ta sẽ đưa sang bên đây. Rồi, rất là đơn giản như thế. Và bây giờ ta sẽ, cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta lấy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho những người khác. Để khi mà người khác cài đặt thì chúng ta sẽ được tiền. Chúng ta chỉ cần làm một cái việc như thế này thôi. Tức là bây giờ ta sẽ xuống phần mô tả của video của tôi nha. Bây giờ click vào cái link dưới phần mô tả chúng ta tải cái ứng dụng này về. Sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ cài đặt ứng dụng này và nhập mã giới thiệu của tôi vào là đây. Cái mã mời là ICR7T đây. Ta nhập cái mã này vào thì chúng ta vừa sẽ được cái quyền lợi như thế này và chúng ta sẽ mời được được quyền lợi là mời mọi người và sẽ kiếm được tiền từ cái chương trình này và chúng ta sẽ tranh thủ trong thời gian từ hôm nay cho đến hết tháng 10 để kiếm tiền trong chương trình này. Đấy, rất là hay. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ thực hành cái việc này nhé. Cái việc cài đặt này thì tôi đã có một cái video để hướng dẫn rồi. Còn nếu như các bạn mà không nhớ cách cài đặt thì các bạn sẽ lên cái Google Play
Đây, chúng ta bấm vào đây để chúng ta bấm cái từ báo hay vào cái phần là Google Play đây, hay là CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Ở đây là tôi đã cài đặt rồi, cho nên là nó sẽ hiện cái chữ Open ở đây. Đây, như thế này là tôi đã cài đặt rồi. Ta cài tải cái ứng dụng này về để ta cài đặt và xong thì chúng ta sẽ nhập cái mã này vào. Lưu ý là nếu không có cái mã này, mã giới thiệu cái mã 10 này các bạn không nhập vào thì các bạn không có ưu đãi đâu, thì không được cái quyền ưu đãi như thế này, cho nên bắt buộc là phải nhập vào thì các bạn mới có được cái ưu đãi như thế này nhé. Đấy, còn không bình thường thì các bạn chỉ mời được 2.000 đến 3.000 trên một người thôi, nhưng mà để mời được 10.000 đến 16.000 trên một người một lượt tải thì các bạn phải nhập cái mã này vào và tải theo cái đường link dưới cái phần mô tả của tôi thì mới được. Đấy, và các bạn đã biết được cách làm như thế rồi thì chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công, thu nhập được nhiều tiền từ ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, các bạn hãy vui lòng để lại lời nhắn bên dưới của cái phần mô tả của video và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất khi tôi nhận được cái tin nhắn. Cùng mong muốn các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và thu nhập được nhiều trong cái khoảng thời gian tận dụng từ nay cho đến 31 tháng 10. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.